Ủa sao được, sao đi 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 đâu rồi? Đồ má. Lấy cái liệu trái mà ba. Mày trái đâu? Có đường đâu mà trái. Khoan khoan nha, đồ má bảo bấm cắt gì đồ má vậy đó. Mũi tên nó chỉ đâu rồi? Ủa sao được, sao đi 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 đâu rồi? Đồ má. Lấy cái liệu trái mà ba. Mày trái đâu? Có đường đâu mà trái. Khoan khoan nha, đồ má bảo bấm cắt gì đồ má vậy đó. Mũi tên nó chỉ đâu rồi? Giờ mày đọc rõ là cái địa chỉ đây. Ủa sao đang tìm GPS luôn? Đến. Mày đây, hỏi đây, 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 đang đường gì không? Hỏi mày nhớ cái địa chỉ đó không? Trời ơi, cứ đi ra đường bờ biển né cái chỗ chặn xe là chạy được hết trơn à. Tại nhưng mà cái Google nó đéo hiểu cái đường bờ biển. Đường bờ biển gì cái chỉ đâu, Hồ Mây Bắc. Đó chỗ điểm đó. Cái đó là khu du lịch mà mày vô ở làm gì? Cái điểm B là Hồ Mây hả? Ừ. Bây giờ ừ, bây giờ mày ghi là Hồ Mây đi. Ờ, nó về vị trí ngủ nè. Đúng á thì mấy Google luôn má não quá. Khu du lịch Hồ Mây bảy trước. Con đi mẹ nữa. Bến tàu. Cứ Hồ Mây được rồi. Hồ Mây là nó nằm ngay cái đường đụ má, mới vô trong kẹt đéo có đường sướng ra không? Sau. Sướng không? Đéo. Né cái khúc chặn đường thôi, đụ má chứ nằm chứ không có chặn đi với ợt à, đi cặp bờ biển gặp hoài gặp à. Cái lần này nó đói á. Đói quá rồi ăn điện thoại luôn. Tốc độ nào đi nghe cho chậm vậy? Bóc kèn nó cái mày. Lên lên. Đụ má ở trước đâu có ai đâu. À, phiền á. Cái đầu má phát tám đi lại lên. Đi đường bên trái á, ừ đúng rồi. Thẳng. Tao tìm cái nút còi rồi bóp cho. Bằng cảm ứng giọng nói mà kêu tin tin. Tít tít. Ghê vậy. Đồ má ghê không? Ghê. Này tao tít tít được gì? Lên lên. Cầm nút còi. Giờ mày kêu mở cửa. Mở cửa. Đâu còi bóp đâu. Tít tít. Tít. To lên. Tít. Lùng lắm cửa kêu rồi. Sao đéo kêu? Ủa đâu được đâu? Tết tết. Đâu 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 thẳng luôn à. Tết tết. Ê sao nó quẹo ra vậy? Thằng ngoài đéo bóp. Thằng này cũng đéo biết đường. Ờ vậy hả? Thằng này phải bóp luôn hả? Thằng này cũng đéo biết đường hay sao? Ê đụng má sao tắt đường vô kia rồi? Trời ơi. Mê đau bụng. Cho thằng đi. Thằng đi đúng rồi. Con cặc xin đủ mấy gì cơm chay vậy? Dọc đường quá. Phải 7 với 20 giờ chưa ăn gì thẳng luôn ra biển á. Trời mẹ. Ăn xong rồi tính gì tính. Còn còn nguyên ngày mai đi chơi. Ôi chó kìa. Quay hoài mày. Khó chịu trong người mà. Sướng. Hơi dễ thương. Chó kìa. Được sao? Đâu? Nè bên phải. Được sao? Trái không có. Con trái dễ thương không phải lùng. Con lùng con cao. Ồ dễ thương. Tao. Má quá đà. Má chó nhìn, hả? Nhìn nhớ con chó nhà quá. Đi ra đây con, dừng xe đi con. Cô rất kính con cô. Quán gì vậy? Thịt chó à? Đồ má. Đồ má tóc vô đây. Chứ con thích hợp không quầy? Tao đâu ấy thịt cày đâu. Đồ má thử một miếng đi mà. Cái gì quá rồi. Có bồ chưa Bảo? Tuy nhiên là đéo. Sướng dữ. Sao nó không có lấy nét? À đây. Cái này quay mờ quá. Đó, giờ lấy nét này. Cô gấp. Ủa. 150 mét nữa, rẽ trái vào Trương Công Định. Đồ, lại Trương Công Định nữa. Đúng rồi, lại Trương Công Định nữa. Con gặt là chứ đủ là đủ á, bỏ xe luôn á. Ê, được, đúng rồi, hồi nãy bọn mình vô đây, được đi Trương Công Định rẽ trái vào đây. Nói chung là ra Hạ Long rồi đó. Hạ Long rồi. Ừ, Hạ Long á. Ra Hải Dương nữa. Hải Dương, con gặt gì. Mệt vãi. Quấy quầy bù. Rẽ trái vào Trương Công Định. Làm gặt gì? Đừng có nghe lời chứ lồn Vũng Tàu. Ê cái gì cái lồn. Giá là giá đi thẳng nữa là ra tới biển vô, rồi. Vô bắt hội không bà? Gì? Vô bắt hội đó banh. Thôi chân hơi đau đang nhức người. Lồng á mày tưởng nó thiệt hả? Nó trả lời như thiệt luôn, mày tưởng thiệt luôn hả? Chụp cũng đau. Chụp thôi. Tao vô kêu tao làm công cường hả? Ôi đá hơi dở. Không. Cho đá bên tay thôi. Văn toàn chứ. Văn toàn. Chỗ phải là Ronaldo Messi chứ lồn á, đưa mấy thằng tin tưởng gì công cường gì vô lồn á. Mình mình phải biết mình đang ở vị trí nào chứ. Thôi đúng hết. Phải không ta? Trời đúng. Thẳng luôn rồi ha. Đi thẳng luôn. Ê, đi ra chỗ cũ nha. Thẳng luôn rồi ha, biển. Mà ra cái chỗ chặn nữa á. Cái chỗ chặn đâu nó chặn không phải không? Chỗ này là bãi trước mà. Mày đừng có theo cảm tính nữa mày. Bãi dứa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay nằm sau đít. Cái lòng má nó quành lại. Đây bãi dứa. Thì ai biết tụi mày. Mày là bãi trước, bãi dứa ngay đây nè. Ờ, đúng rồi. Quay ngược lại, quay ngược lại. Cái đây là xuống xuống đồ con heo. Ngay đây họ ngồi ngay đây mà. Chỗ quành nè. Ủa nó được. Ê, nhìn mày hút rồi. Đóng cửa rồi, thối quá vậy.
Ủa, đéo anh đi đụng ở trên kia nó chặn vậy? Cái gì hút gì? Còn đây nè, cái đây là lên ngọn hải đăng. Hút gì, hút gì? Mà cái gì thúi quá. Nào địch thúi bây. Thúi gì, thúi mùi ngoài. Mùi địch là nè, đi đây, mai đi nó lên ngọn hải đăng chơi, chạy đây nè. Lên chỗ cao cao á. Cái đường lên nhỏ đó hả? Ờ, cái đường nó đi ô tô lên được mít. Lên được khúc kia xong đi bộ. Cho một cái gì nữa ăn đi. Rồi đi này thẳng ra ăn nè. Đụng á. Hồn quá anh. Nãy giờ chạy hơi vòng á. Ủa mấy hồ mây hả? Kìa. Trên núi rồi đã nguyên chữ hồ mây à. Đi hơi vòng á nha. Đi theo vòng mà sao? Đó, đi đó. Đi vòng vòng nãy giờ xa á. Tao không thấy chữ hồ mây luôn. Ê hết xanh cho mày. Công viên hồ mây. Chưa còn. Tao thấy chữ hồ mây ping. Ping đúng. Nói thì đầu tiếp sao? Mắc mờ gì ta? Xa vậy luôn. Sướng không? Quay vậy phiền rồi. Quay lần trước. Quay chưa? Quay trước được dây được.